Chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này thì Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn cái intro thứ hai, đó là intro của bài hát Phố Đêm, bản phối cho ca sĩ Đan Nguyên. Đây là hướng dẫn intro thứ hai trong video tổng hợp top 10 intro bolero hay nhất của Phong. Thì trước khi vào video hướng dẫn, Phong xin gửi lời xin phép và lời cảm ơn rất là chân thành đến tác giả cũng như là những đơn vị nắm bản quyền bài hát này. Nếu có vấn đề gì về bản quyền, xin hãy nhắc Phong một tiếng, Phong sẽ xóa video ngay lập tức nếu các bạn yêu cầu. Phong làm video hướng dẫn này với mục đích cũng chỉ muốn chia sẻ những câu nhạc hay đến với cộng đồng, vậy nên các bạn hãy giơ cao đánh khẽ nếu có vấn đề về bản quyền nhé. Ok, còn các bạn yêu mến Phong thì hãy like video, chia sẻ đến với những người cần, đăng ký để ủng hộ Phong để giúp Phong có thêm động lực để làm những video hay khác nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Ok, bài này tông trong bản gốc của ca sĩ Đan Nguyên hát song ca là ở giọng mi thứ nha các bạn. Vì bài này là giọng song ca, thế nên nam hay nữ hát cái tông này cũng đều được. Nó hơi chênh, hơi thấp hoặc là hơi cao một chút xíu thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là nam hay nữ đều hát được giọng mi thứ. Nên các bạn xem Phong hướng dẫn xong thì có thể áp dụng tông mi thứ luôn cũng được. Rồi, các bạn nhìn lên trên phần tab đấy nhá. Ở bên trên thì là nốt nhạc, ở bên dưới là phần tab. Bạn nào biết đọc nốt nhạc thì hãy nhìn ở dòng bên trên, quá đơn giản rồi. Còn bạn nào mà chưa biết đọc nốt nhạc thì hãy nhìn dòng bên dưới. Phong cũng đã hướng dẫn cái video rất là chi tiết về cách đọc tab rồi. Bạn nào mà chưa xem thì hãy quay lại kênh của Phong để xem video đấy. Phong sẽ nói qua một chút thôi. 6 cái dòng tab bên dưới nó tương trưng như 6 dây đàn này. Số ấy thì là số ngăn mà các bạn phải bấm trên dây tương ứng. Ví dụ như ở cái ô nhịp đầu tiên, cái dòng thứ hai có số 10 và số 8 đấy thì các bạn phải bấm ngăn 10 và ngăn 8 dây số 2 này. Đây, ngăn số 10 này. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 8. Rồi, qua ô nhịp thứ hai thì có cái số 0 và số 10 nó nằm trên một hàng song song như này. Thì các bạn phải móc cùng một lúc ra. Thế thôi, các bạn muốn kỹ hơn thì hãy quay lại kênh của Phong để xem video hướng dẫn cách đọc tab nhé. Rồi, bây giờ Phong sẽ hướng dẫn chậm để cho các bạn nắm được thế tay Phong bấm. Rồi sau đấy sẽ mở tab chạy các bạn. Khi đấy các bạn sẽ hiểu thêm về phần nhịp. Rồi, cái này nó có 3 phách nghỉ nhá. 1 2 3 La son la nghỉ. Đây, la son la này các bạn, cái ô nhịp thứ hai các bạn kẹp cái nốt la này với bát la luôn. Và nó có cái dấu ngân quá, các bạn phải nghỉ một phách nhá. Nghỉ để cho nó ngân. À, và cái đầu tiên này, cái bài này thì nó vào hơi vội. Nên ba cái phách nghỉ đấy các bạn có thể đánh cái hợp âm mi thứ, cái cách đệm của bolero một vòng rồi các bạn vào. Ví dụ như này. Tát 3 2 1 2 3 1 2 3 tát 3 2 1 nghỉ. La son la. Đấy, như vậy thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà đây là Phong chỉ thêm thôi nhá, còn trong bài thì họ đánh bend nên họ vào luôn. Rồi, Phong sẽ đánh lại này. 1 2 3 La son la nghỉ mi si La son mi. Đây, chỗ mi si các bạn trượt đánh ở nốt la và trượt lên nốt si, xong lại trượt về lại nốt la này. La nghỉ si này, nốt si ở chỗ ngăn 9 dây 4. Các bạn nếu mà kẹp được cái ngón tay cái vào cái bát si ở dây 6 ngăn 7 này thì kẹp giống như Phong. Còn nếu không các bạn đánh một cái nốt si này cũng được. À, đánh một nốt si nó cũng không sao hết. Rồi sẽ đánh lại chỗ chỗ mi nhá. Mi nghỉ về son mi về si. Son mì thì các bạn đánh thẳng bát mi luôn này. Lại chỗ si thứ nhá. Si nghỉ la si la son mi nghỉ nghỉ la son la quay lại thôi, nghỉ mi si la son mi nghỉ nghỉ mi son
chỗ này hơi khó nhá. Phong đánh lại từ cái chỗ mi nhá, chỗ mi thứ xong nghỉ hai phách nhá. Mi nghỉ nghỉ mi son mi re si. À chỗ này các bạn phải đánh nhanh nhỉ. Mi son mi re si si re la la si la son mi la 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 la. Rồi vô hát cái chỗ la si la son mi này, Phong thì Phong đánh trượt la si la son mi, nhưng mà nếu các bạn chưa có nhuyễn cái kỹ thuật trượt dây thì các bạn có thể đánh như này la si la son mi. À, la si la son mi, son các bạn đánh dây 5 ngăn 10 và dây 5 ngăn 7. À, la si la son mi. Rồi, đánh lại cho mi nhá. Mi nghỉ nghỉ mi son mi re si si re la la si la son mi mi phố đêm. À, xong cái chỗ này là vô phố đêm rồi nhá. Rồi Phong sẽ đánh trọn vẹn lại chậm cả câu luôn nhá, để cho các bạn xem các bạn dễ dàng tập hơn. Thì ba cái phách nghỉ đầu tiên để cho nó đỡ bị trống trải ấy, thì Phong sẽ rải hai cái bấm mi thứ luôn. Các bạn có thể tập theo Phong hoặc các bạn có thể tập y như trong tab. Rồi Phong sẽ đánh hai cái bấm mi thứ này. 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 nghỉ. Các bạn vào hát rồi, Phong không dám hát dài đâu. Hát dài là bản quyền chắc luôn đấy. Rồi các bạn xem tab chạy nhá. Ok nhá, các bạn xem video thật chậm và hãy cố gắng tập luyện kỹ vào. Kết hợp nghe với cái bản nhạc gốc. Bài Phố Đêm này là một bài hát rất là nổi tiếng và cái bản phối cho ca sĩ Đan Nguyên cũng khá là xịn. Nói chung là Phong tổng hợp thì Phong đều cố gắng tổng hợp những cái bài hát nổi tiếng và bài hát rất là chất lượng để giúp cho các bạn có thể tăng cái khả năng luyện nghe, có thêm những cái bài hát hay trong cái bộ sưu tập của mình. Rồi và sau khi tập luyện xong rồi, các bạn hãy áp dụng vào bài luôn. Đánh intro xong và vào hát luôn. Vậy nó mới sướng đúng không? Rồi video này Phong sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.